Chào các bạn, mình đang đứng trước cái trường đua ngựa. Đây là trường đua ngựa nổi tiếng thế giới. Hàng năm những cái cuộc đua ngựa lớn sẽ được diễn ra ở đây. Các bạn thấy đây là cái khán đài. Và cái đường viền trắng trắng đó, các bạn thấy không? Đường viền trắng trắng đó, đó, đường viền trắng trắng. Đó là đường viền cuộc đua ngựa. Thì đây là cái cuộc đua ngựa mà nó nổi tiếng thế giới, đây là trường đua nổi tiếng thế giới mà khi các bạn xem trên truyền hình BBC hoặc CNN rồi đó là các bạn sẽ thấy đó, hàng năm nó có đua ngựa và tập hợp về đây. Và nữ hoàng Anh là một trong những người mà bà ta rất thích đua ngựa. Cái giống ngựa nó rất là đẹp và nó có cả một cái ngành công nghiệp đua ngựa. Đi ra ngoài khỏi cái khu đô một cái là các bạn sẽ có, các bạn sẽ thấy là những cái cánh đồng đầu cỏ mênh mông trồng để phục vụ nuôi ngựa, và ở đây có những cái giống ngựa rất là tuyệt vời. Hôm vừa rồi mình qua, mình có đi cái cung điện đất Vinh Ham của nước Hoàng Anh thì mắt chứng kiến cái đội ngũ cận vệ của nước Hoàng cởi ngựa. Hiếm khi mới được xem cái cảnh đó, thì những cái con ngựa đẹp không thể tưởng được, con ngựa rất là đẹp. Thỉnh thoảng đi trên đường phố Cam thì mình cũng thấy có những cái con ngựa đi trên đường có ngựa ở đây đẹp vô cùng. Thì mình có quay động video đó sẽ đưa lên trên YouTube để cho các bạn xem. This is our hotel. Bởi vì ở đây là các bạn thấy là khách sạn. Trong một trời những con sớm này. Và người ta đã chăm sóc nó kỹ như thế nào. Và phía bên trong cái đường vua này thì những cái nơi nuôi ngựa rất là nổi tiếng, các bạn có những giống ngựa đẹp. Và cảm ơn các bạn, mình chỉ quay để mục đích giới thiệu cho các bạn chứng kiến những cái cảnh, những cái sinh hoạt tại nước Anh để các bạn có một chút hình dung. Cảm ơn các bạn rất nhiều.